Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry. nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trọng Thủy chào lại với tất cả quý khán thính giả với cà phê sáng buổi sáng thứ tư. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui. Gửi lời chào Ngọc Lan. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Nhận được tin buồn nhà, nhà văn nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn vừa tạ thế tại nhà riêng vào tối ngày hôm qua. Ngọc Lan sẽ gửi thêm quý vị cả bản tin chi tiết. Thế nhưng đến với um, um, ngày hôm nay đã sau lễ tạ ơn rồi đó. Người ta nói bao giờ cũng thế. Hôm chủ nhật vừa rồi là ngày mà mọi người phải trở về nhà nhưng mà nhiều người đặc biệt là sống chung quanh ngũ đại hồ đó, ngọc lan, michigan vân vân thì uh, tin tức là từ hôm thứ hai cho tới bây giờ à, tối từ bây giờ tới tối, tối tối hôm nay luôn nữa họ nói tuyết và những cái hình ảnh này để cho thấy rằng mặc dầu hoa kỳ vẫn còn là mùa thu nhưng mà ảnh hưởng từ uh, cái uh, trận bão tuyết từ canada miền bắc uh, thổi xuống cái khu vực ngũ đại hồ mà chúng ta thường hay nghe thấy đó, giáp danh giữa Canada và phía bắc của Hoa Kỳ, ảnh hưởng rất nhiều Michigan, Illinois từ Detroit tới Chicago và nằm cả các bên như Rhode Island vân vân, Vermont, New York đều bị ảnh hưởng. Điểm đáng chú ý đó là cái đợt gió lạnh này nó thổi xuống phía nam tới tận Florida luôn Ngọc Lan và họ nói rằng ngày hôm nay sáng nay trong lúc này chúng tôi đang nói chuyện đó nhiều người ở Orlando có cái nhiệt độ lạnh cống 32 tới 35 độ mà thôi oh. ở Florida wow. và cái chuyện này chúng ta đã thấy là những năm trước có thời gian Miami mà xuống còn có ba mươi mấy độ thôi nhưng mà chỉ có trong ngày hôm nay thôi và qua tới ngày mai ngày mốt nhưng mà họ nói rằng nhiệt độ nó vẫn còn rất là ấm áp ban ngày <laughs> là sáu mươi mấy độ nhiệt độ còn lạnh hơn nhiều so với California nữa. Cho nên Florida mặc dù rất là nắng ấm quanh năm nhưng mà mỗi khi bão tuyết ở miền Bắc đã thổi xuống đó là Florida cũng bị ảnh hưởng luôn và có khi xuống tận tới Miami và Fort Lauderdale thưa quý vị. Và bây giờ thì Ngọc Lan gửi đến quý vị bản tin buồn và ở đây cũng là những gì. Uh, mọi người nhất là những ai sống ở Sài Gòn trước năm 1975 đều nhớ tới Ngọc Lan. Yeah, như anh Thụy vừa mới nói đó, thì tối ngày hôm qua hơn 7 giờ tối ngày hôm qua thì chúng tôi đã nhận được tin đó là nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn đã qua đời ở ngay tại bệnh viện Fountain Valley sau một thời gian bị bị bệnh. Uhm. Nói chung là sức khỏe của ông những năm gần đây đều không có có được tốt. À, mặc dù ông cũng cố gắng ông làm việc để đó là cái đam mê của một người nghệ sĩ ừ. thì nhắc đến nhà đầu tiên ông là nhà văn người ta biết đến ông là nhà văn rồi sau đó ông làm thơ và sau năm 1975 thì là ông viết nhạc Ờ, trong cái phỏng vấn mà Ngọc Lan đã từng thực hiện cách đây ừ. phải nói là nhiều thực hiện xong cái phóng sự này là năm 2020 nhưng oh. mà để có phóng sự đó là trước đó cũng đã phải nói chuyện với ông có uh -huh. nghĩa là để để chắc lọc làm sao uh -huh. tìm những cái nét gì đó rất là riêng biệt của uh, Nguyễn Đình Toàn thì ông nói lý do mà ông không viết văn ông không làm thơ sau năm 1975 bởi vì đó là ông bày tỏ cái sự bất bình đối ừ. với lại xã hội đối với lại chế độ lúc bấy giờ nhưng mà cho dù họ kìm hãm ông như thế nào thì ông cũng giống như ông miêu tả như một cái cây nó sẽ có nhánh này nhánh kia ừ. nó mọc lên thì cái việc ông sáng tác nhạc sau 75 đó là một cái cách ông biểu đạt cái sự uh, giống như là không có uh, thỏa hiệp với lại chế độ. Um, nói đến Nguyễn Đình Toàn thì người ta phải nhắc đến là nhạc chủ đề đúng không? anh Thùy là người vâng. sẽ biết tôi, đến nhạc chủ đề. Tôi nghe uhm. từ nhỏ rồi. Yeah. nhạc chủ đề ở trước Sài năm này, 75 yeah. ở Sài Gòn và ông là cái người đầu tiên đưa cái mm. chuyện mà viết những cái lời bình cho nhạc yeah. chủ đề trước khi mà giới thiệu một bài hát nào đó. Mm. À, trước đây thì ví dụ như lên hát thì chỉ giới thiệu bài hát lên hát thôi, nhưng yeah. mà ông là người viết những cái lời làm sao dẫn dắt người ta vào cái bài hát đó. Thì mm. trong cái phỏng vấn thì Ngọc Lan cũng hỏi thì ông nói rằng là ông muốn đưa cho người ta một cái cách hiểu làm sao để hiểu thêm về nhạc uh, những cái bài nhạc đó như thế nào uh, có rất là nhiều rồi sau khi mà uh, cái dòng theo dòng người tị nạn sang Hoa Kỳ đó cái lúc đó cái bài hát mà uh, nước mắt Sài Gòn hay ừ. là uh, nó còn có một tên nữa đó là Sài Gòn niềm nhớ không tên đó yeah. thì được ông sáng tác lúc ông đang ở trong tù rồi hỏi là cái cách mà người ta chuyển cái bài đó sang ở bên này là như thế nào ông nói người ta học thuộc lòng rồi người ta mang nó đi wow. thành ra có nhiều những cái cái ca từ ở trong đó đó nó không có đúng với nguyên bản là như vậy à, nói chung là nhắc đến uh, cái sự ra đi của uh, nhà văn nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn đó là một cái sự mất mát lớn đối với chúng ta ông là một người là quá tài à, cái yeah. cuộc phỏng vấn này là Ngọc Lan thực hiện từ 20 à? hả? Yeah. Dạ um, wow. à, thưa quý vị um... Những ai mà sống trước um, ở Sài Gòn trước năm 1975 á, Nếu mà ở trong Sài Gòn thì chắc chắn là mỗi tối thứ năm quý vị đều nghe chương trình nhạc chủ đề Sau đó còn thâu lại nữa và được phát chúng tôi nghe cứ mỗi tối Bởi vì à, à, gia đình thì cứ tối thứ năm bật lên rồi có khi họ thâu lại nữa à, Cái radio, cái máy rồi có cái cassette thâu lại để dành nghe À, chương trình này về sau này cũng được à, ghi lại và cũng được à, giới thiệu rất nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng cái không khí của Sài Gòn và hiểu được tại sao nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn không sáng tác nhiều về sau này đó. Tất cả những cái gì, những cái niềm mơ ước, những cái cái đẹp trong cái thời thanh thiếu niên của ông, đó, ông dành hết cho Sài Gòn rồi cái thời gian mà chúng ta để ý tất cả các người nhạc sĩ trước năm 1975 tại sao họ viết nhạc sáng tác nó dồi dào như thế thì nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn cũng nằm trong số này tương tự như Vũ Thành An hai người cũng đã từng phối hợp với nhau để viết cái chương trình nhạc chủ đề thì không khí Sài Gòn ngày xưa và mãi cho tới năm 1985 mà chúng tôi lúc mà ra đi đó thì sau 85 là bắt đầu nó phát triển rồi theo cái hướng đổi mới đó thì bắt đầu nó ngày nó ồn ào hơn, xe nhiều hơn vân vân. Cái Sài Gòn trước năm 75 nó chỉ có xe đạp, xe gắn máy, xe hơi thì ít lắm, <laughs> xe gắn máy cũng ít nữa. À, xe gắn máy có cái loại mà velosolex <laughs> hoặc là xe Candy hoặc là PC đó thưa quý vị. Những ai sống trước 75 thì các em bây giờ thì không có thể nào mà hình dung được cái không khí của à, Sài Gòn. À, ngay sau 75 thì thời mà cộng sản á. Thì nó đói khổ quá thì cũng tương tự như thế. À, phần lớn những ai gia đình nào mà có người thân ở Mỹ đó thì hoặc là ở Pháp vân vân thì còn nhận được cả quà tặng, còn những ai thì họ sống rất là đói khổ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái tình trạng trước 75 thời còn là tự do đó thì cái chuyện mà tự do sáng tác tất cả những cái nỗi niềm đó cho nên âm nhạc vào thời điểm đó những cái lời, những cái giai điệu hay vô vàn và yeah. chúng ta nghe tới Nguyễn Đình Tàn nhạc chủ đề bởi vì ông viết nhạc chủ đề là những sáng tác hay nhất cái thời gian đó cho nên nghe nhạc chủ đề Nguyễn Đình Toàn là có thể mường tượng ra được cái nền âm nhạc của miền Nam trước 75. À, Ngọc Lan đồng ý với lại anh Thụy à, khi mà nói chuyện với lại à, chú Nguyễn Đình Toàn đó thì hỏi rằng là à, tại sao những cái ca từ ở trong những sáng ừ. tác trước năm 75 nó lại để lại trong ừ, lòng người ta nhiều yeah. ấn tượng như vậy Rồi, thì dạ. ông nói là bởi vì cái con chữ nó chỉ là cái xác thôi nhưng ừ. mà người nghệ sĩ phải thổi được cái hồn yeah. vào nó, phải bơm được máu vào nó thì nó mới trở tên là có linh hồn. À, chúng tôi thay mặt cho Leader Saigon TV xin được gửi lời chia buồn đến gia đình thân quyến của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn. Tôi tiếp tục với cà phê sáng ngay sau phần quảng cáo mời quý vị theo dõi. <laughs> Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng bốn số 9 in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. với tất cả quý khán thính giả và ngày hôm nay trang mạng Redfin cũng là công ty địa ốc phối hợp với các cuộc nghiên cứu của các tổ chức liên quan tới người di dân đặc biệt là kể cả các số liệu liên quan tới kinh tế địa ốc và ảnh hưởng của thị trường để tìm hiểu xem trong thời gian qua số lượng người nhất là cái khoảng thời gian trước đại dịch và sau đại dịch đó cái số lượng người mà đặc biệt trong trường hợp này là những người trong độ tuổi trung niên millennials uh, millennials uh, những cái từ tiếng anh này nhằm mục tiêu nhắm vào những người sinh trong cái giai đoạn nào chẳng hạn như là baby boomers à, thập niên um, 60 vân vân rồi uh, generation y x z vân <laughs> vân thì uh, millennials là những người sinh ra trong khoảng thời gian thập niên 1980 cho đến 2000. Thì quý vị cứ thấy là những ai mà sinh từ những cái là khoảng 43, 40 mấy đổ lại đó là Millennials. Thế thì cuộc thăm dò và nghiên cứu mới nhất tìm hiểu xem. Những người này thực ra bây giờ đây là những người đã tốt nghiệp, có mặt việc làm, có gia đình rồi. Thì đây là thành phần mà họ có nhiều cái cơ may cơ hội và khả năng để tìm kiếm nhà mua nhất. Thế nhưng cuộc thăm dò Redfin thì lại thấy rằng cứ 5 người được hỏi đó thì chỉ có 4 người nói rằng tôi nghĩ tới chuyện mua nhà thôi. Và bốn người đó đồng ý để mà cùng với vợ con vân vân di chuyển và đi tìm kiếm cơ hội nhiều nhất. Trong số những người Mỹ hiện nay thì cuộc thăm dò này cho thấy Millennials là những người tìm kiếm cơ hội nhiều nhất. Và đây là những người mà họ di chuyển nhiều nhất. Tức là chỗ nào việc làm tốt, 200 ngàn hoặc là công ty sẵn sàng trả tiền rời đổi hoặc là đến cảm thấy cái nơi này nó bình ổn, họ sẽ di chuyển. Thì có 10 thành phố, 10 địa điểm mà millennials di chuyển nhiều nhất trong năm 2022 vào năm ngoái và cái khuynh hướng này cũng có lẽ sẽ diễn ra trong năm nay và sang năm. Điểm đáng chú ý Cambridge, Massachusetts à, lại là nơi number one mà số người trẻ này di chuyển đến nhiều nhất. kế đến là Santa Clara và họ đây là những thành phần mà như uh, Reffin họ thảo luận đề cập tới đó. Họ tốt nghiệp đôi khi hai vợ chồng có việc làm tốt cho nên họ sẵn lòng có con, họ muốn tìm cái học khu tốt nhất. Cho nên đây là những cái thành phố được xem là thành phố sang trọng, đắt đỏ thưa quý vị. Cambridge, Santa Clara ở, ở phía Bắc, Seattle, Washington, Sunnyvale ở California toàn là những nơi mà công nghệ cao, Google vân vân Nếu mà đến Colorado đó thì họ chọn sống ở Denver, nếu mà đi Virginia thì họ chọn sống ở Arlington, nếu đi Washington thì họ sống ở Bellevue, vân vân. Hai thành phố rất là nổi tiếng vừa dân số vừa công ăn việc làm. À, hai à, thành phố ở Texas đặc biệt là Killeen và Austin á, lại là cũng là nơi mà các um, công ty lớn họ đặt trụ sở và vì thế những nơi nào có công ăn việc làm tốt À, và phải là nơi mà có cái đời sống đô thị đó, thì Millennials họ mới dọn tới. Thêm một điểm nữa đó, đã cái điểm đáng chú ý đó Ngọc Lan, trong thời gian qua mình đề cập đến rất nhiều cái số người California rời bỏ California để đi đó. Yeah. Thì đi đến nơi nào nhiều nhất, mình cũng đề cập đến rồi, Florida và Texas phải không ạ, hai, hai à, tiểu bang mà người California họ rời đi nhất bởi vì rất nhiều người california nói tôi bán một căn nhà ở đây tôi có thể mua được hai ba căn nhà rồi cho mướn rồi nghĩa là nếu mà họ trả hết á ngược lại cũng theo cuộc thăm dò này thì những người mà đã từng rời sang texas rồi hoặc là những người ở texas họ cũng chọn sang california nữa ngạc nhiên ghê không thì họ nói cứ hai người california sang texas á thì có một người từ Texas sang California. Cho nên họ nói thực sự California không có mất dân số nhiều đâu. Bởi vì dân số nếu mà họ chọn trở về California đó toàn là những người khá giả không à. Bởi vì muốn đến California đó họ phải... Nếu mà họ bán nhà ở Texas á họ sang đây đó cái tiền đó họ đủ để đao rồi họ phải có thêm tiền để bảo đảm là họ mua được căn nhà đó. Chứ không có ai mà dạy gì đến bán cái nhà ở những nơi khác dọn đến California để sống nghĩa là chặt chội trong những cái căn chung cư mà cũng đắt đỏ vô cùng. Cho nên các cuộc thăm dò này để cho thấy rằng California trong thời gian qua đón nhận 42.279. Ngược lại đó thì cái số lượng người đi rời bỏ California để sang Texas và các tiểu bang khác cũng trên trăm ngàn. Thì nó cũng chiếm gần phân nửa với người ở Texas sang đây. Có đi và có đến, yeah. nhưng mà cuối cùng thì California vẫn mất một số ba yeah. uh, cũng uh, mm. 300 300 Vậy hơn yeah. 300.000 người mm. uh, của năm 2022. hai uh, thưa quý vị, uh, ngày hôm qua đó thì uh, bên uh, cảnh sát của uh, Fountain Valley đã chính thức công bố là khởi tố cái người phụ nữ, người mẹ mới có 32 mm. tuổi thôi. Mm ở Fountain Valley liên quan đến việc là bà đã dìm chết đứa con gái của mình ở ở trong căn nhà mà người ta chưa biết là chính xác cái thời gian bà giết chết nó là bao giờ, chỉ biết rằng là ngay ngày Black Friday ngày thứ sáu ừ. đó thì bố của đứa bé đã nhận được một tin nhắn của người mẹ xong rồi đi đến căn nhà đó để đón đứa con gái của mình. À, cô bé này chỉ mới có 9 tuổi nhưng mà cô không có nói được à, cô phải ngồi trên xe lăn thì khi mà đến thì gọi hoài không thấy ai hết thì người bố gọi cảnh sát lúc cảnh sát đến nhà thì là phát hiện ra là cô bé đã chết ở trong căn nhà đó rồi rồi sau đó thì mới biết rằng là người mẹ đang đi đang đi chợ đang đi shopping ở một cái thành phố khác thì họ đến ngay đó họ bắt người mẹ về thì bây giờ trong cái quá trình điều tra đó trong cái thông cáo báo chí đưa ra ngày hôm qua ngày thứ ba thì văn phòng viện lý quận cam đã mô tả lại giống như là um, mặc dù khi mà mình đọc tin liên quan đến những cái cơ quan công lực họ điều tra nhưng mà những cái thông cáo họ đưa ra mình đọc nghe rất là cảm động họ nói là trong cái ngày lễ tạ ơn trong khi những người khác đang đón những cái tiệc cùng gia đình, những đứa trẻ khác đang sống trong cái vòng tay yêu thương của gia đình, thì một cô bé đã phải qua đời trong một giống như một cái cách tức tử như vậy bởi chính mẹ ruột của mình. thì đây là nói yeah. là một cái tội ác họ không thể nào họ chấp nhận được. thì cái cuộc điều tra này vẫn đang uh, tiếp tục. Uh, bà mẹ thì nói rằng là uh, cái đứa con này á nó đã nhiều lần nó muốn tự tử rồi đó nhưng mà cái cách làm sao mà bà ta lại giết chết nó và để cái xác nó như vậy phân hủy vài ngày ở trong ngôi nhà đó thì cảnh sát đang điều tra và nói đến chuyện tự tử thưa quý vị hôm nay uh, CDC và phối hợp với cơ quan kiểm kê về y tế sức khỏe quốc gia cả hai đều thuộc, uh, thuộc chính phủ Hoa Kỳ. À, đưa ra có con số bên phía CDC đó thì họ đưa ra số tuổi thọ trung bình của người Mỹ của năm 2022. À, số liệu này à, cách đây khoảng 2 tuần chúng tôi đã gửi đến quý khán thính giả rồi. À, nó thấp hơn vài năm hơn 2 năm. Tức là người Mỹ hiện nay đó mất đi hơn 2 năm tuổi so với năm 2018, 2019 trước đại dịch. Thế nhưng một vấn nạn mà giới y tế và chính phủ hoa kỳ hiện nay đang kêu gọi người dân nên quan tâm nhiều hơn nữa vấn nạn gì kính mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của in bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chu Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Trở lại với Cà Phê Sáng, ngày hôm nay cơ quan CDC và cơ quan thống kê quốc gia về y tế mà thôi, không phải là viện thống kê dân số mà thống kê về y tế để tìm hiểu xem à, trong một năm qua, tức là năm 2022 đó, con số 2023 thì 2024 họ sẽ báo cáo để tìm hiểu xem trong thời gian qua sức khỏe của người Mỹ như thế nào. Và đây là một bản tin mà chúng tôi đọc và cũng hết hồn luôn đó Ngọc Lan số người tự tử trong năm 2022 Ngọc Lan đáng có thể tưởng tượng không? 50.000 người Mỹ tự tử mà thôi. Cái số người chết từ đại dịch về Covid-19 trên một triệu người chúng ta không nói rồi. Nhưng mà bên cạnh đó, ung thư, tim, tiểu đường, nhiều chứng bệnh khác, bao gồm luôn tai nạn xe cộ, bao gồm luôn chết vì súng đạn, đang đứng bao nhiêu câu chuyện chúng ta nghe đó những người ở trong nhà mấy đứa nhỏ đang ở trong nhà tụi băng đảng nó chạy ngang nó bắn thế là đạn lạc vào thì những cái chết đó cũng thuộc về cái thống kê y tế của cơ quan quốc gia của hoa kỳ đưa ra nhưng mà một trong những vấn nạn lớn nhất mà họ nói đó và đây là lý do mà họ đưa ra cái thông tin này để kêu gọi người dân mỹ và các cơ quan y tế khắp tiểu bang đó quan tâm hơn nữa điểm đáng chú ý đó trong số này phần lớn những người tự tử là đàn ông mà ngạc nhiên hơn nữa đó Ngọc Lan tuổi của những người tự tử nhiều nhất đó 75 ừ. 75 tuổi thì à. họ nói có nhiều vấn vấn nạn lắm có thể là bảy sau 75 rồi nó là về hưu rồi sức khỏe càng ngày càng yếu thấy là đời sống không còn gì nữa hết thứ hai thành phần này là độc thân họ không có những người chung quanh để chia sẻ những cái chuyện vui buồn phần lớn là sống một mình chết ở trong nhà và số người này chết ở trong nhà hoặc là các viện dưỡng lão hoặc là những cái nơi chăm sóc đó à, họ bị ảnh hưởng của thuốc men phần lớn những người bị trầm cảm phần lớn tự tử đó là dẫn đến từ chuyện trầm cảm cho nên cái nguồn gốc vẫn là từ trầm cảm mà ra trong đó có vấn đề uh, thất bại trong uh, đời sống, uh, hôn nhân, tài chánh, thương trường và nhiều vấn đề khác. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp họ uh, cảm thấy đời sống này không còn ý nghĩa gì hết, tự tử. Hoặc là có người ô bệnh trạng như thế này mà sống làm cái gì nữa thôi, chết cho rồi. Thì đó là những cái vấn đề 50.000 người trong năm 2022. Con số này nó góp phần vào cái tuổi thọ của người Mỹ bị tụt giảm hơn gần hơn 2 tuổi rưỡi đó, 2.7 tuổi tức là gần 3 tuổi trong thời gian qua. À chưa kể đó, trong số những người tự tử trong số 50.000 đó có những trẻ em mới có 15 tuổi thôi. 15, 24, 30 mấy, 40 mấy, nghe là tất cả các lứa tuổi, nhưng mà trong số này 75 là số người tự tử nhiều nhất và đa phần là đàn ông. Uh, thưa quý vị cũng uh, liên quan đến vấn đề về uh, sức khỏe tinh thần, sức khỏe tâm thần thì uh, hiệp hội tâm lý Hoa Kỳ đó người ta mới đưa ra một cái hướng dẫn mới uh, cho phụ huynh để làm sao họ có thể uh, theo dõi cái việc con em mình sử dụng mạng xã hội uh, đặc biệt dành cho những cái uh, đứa bé mà từ 10 tuổi đến 14 tuổi đó uh, theo như là thống kê hay là cái nghiên cứu thì người ta nói rằng cái việc mà những đứa uh, trẻ nó lên mạng xã hội thì nó giúp cho giống như là nó là một cái nơi kết nối uh, của những uh, những đứa trẻ này với gia đình với bạn bè với xã hội uh, rồi nó học hành được nhiều thứ nó học thêm được nhiều cái mới lạ từ trên mạng xã hội nhưng mà ngược lại đó thì nó cũng có những cái việc nó rất là hại um, ở đây người ta đưa ra hướng dẫn không phải là đề nghị các phụ huynh là người ta cấm con em mình không được lên mạng xã hội ừ. nhiều người rất là cực đoan tức là họ nghĩ là không có gì hay ho hết trơn á, không có cần phải lên hay là họ chỉ giới hạn ở một tuần chỉ có ngày thứ bảy hay ngày chủ nhật được vào internet một vài tiếng đồng hồ vân vân thì những cái kiểu đó thường là nó có tác dụng ngược chứ không nó không có góp phần là nó giúp ích được gì cho đứa trẻ hết. họ nói rằng cái quan trọng là phụ huynh phải hiểu được mạng xã hội mà con mình nó đang lên nó vào nó xem đó nó là cái gì và giúp cho nó hiểu được cái nào là đúng, cái nào là sai, cái đó mới là cái quan trọng nhất. Nhưng mà người ta nói rằng là cái tìm hiểu cho thấy đó là có đến uh, trung bình một ngày á những thanh thiếu niên vào trong mạng xã hội đó 9 tiếng có và ít nhất là 3 tiếng. Và không có ngày nào là không có người vào mạng xã hội hết, những đứa trẻ như vậy. Uh, rồi uh, khi mà phụ huynh theo dõi thì cần phải để ý xem là nó vào mạng xã hội để nó làm cái gì. À, có những đứa nó thức đến khuya, nó thiếu ngủ, vân vân. Khi mà nó vào ở trong cái mạng xã hội nó có đủ thứ trên đó hết. À, có đứa thì nó vào nó xem là để nó học, nhưng mà cũng có những đứa nó vào là để nó nó xem những cái gì đó nó rất là tiêu cực, nó không có tốt cho nó. Không phải là mình nói nó xem những cái bậy bạ mà nó bị dẫn dắt bởi nhiều cái điều mà nó không tốt. Như trong thời gian qua có những đứa trẻ đó nó bị ảnh hưởng rồi nó đưa đến những cái suy nghĩ tiêu cực là có thể dẫn đến tự tử, dẫn yeah. đến trầm cảm rất là nhiều. À, cho nên nói rằng là phụ huynh cần phải theo dõi con cái của mình. Thì cho thấy ở đây á, là, nó là nghiên cứu của Stanford cho thấy là gần 2 phần 3 thanh thiếu niên nói rằng là à, họ không nghĩ rằng cái việc mà xem phim, à, xem tin nhắn, vào mạng xã hội là có ảnh hưởng đến cái việc à, học hành, ảnh hưởng đến cái việc về nhà làm bài tập. Nhưng mà thật sự thì nó ảnh hưởng chứ không phải là ảnh hưởng. Bởi vì đứa trẻ nào khi mà nói nó là đừng có vô nhiều, coi nhiều, không có tốt thì nó sẽ sẽ cãi lại liền là không, con vẫn bình thường vân vân Nhưng mà cái quan trọng là giữa cha mẹ đó có một cái sự hiểu và cái sự hướng dẫn cần thiết chứ không phải là chỉ quạt ngang hay là ơ mình đừng có vào hay là tắt internet thì Col hay là tịch thu laptop vân vân thì những cái điều đó nó phản tác dụng à, thấy à, dạy con còn thỏ còn thơ Phạm Ngọc Lan mà thưa quý khán thính giả ừ. chứ còn đến khi mà à, cái tuổi này chờ cho nó gần khoảng 6 7 tuổi 7 8 tuổi rồi nó cầm phone bắt đầu muốn dịch lại hoặc là không có những cái biện pháp kỷ luật khác đó yeah. mà bố mẹ cũng vậy <laughs> bố mẹ cũng cầm phone điện thoại như thường cũng là đủ hết thì không khó khó lòng lắm, nhất là à, đi ăn hoặc là đi à, sinh hoạt mà cho các em dán mắt vào mà không nói ngay từ đầu cũng khó vô cùng. À thưa quý vị ngày hôm qua trên bản tin buổi chiều của sài gòn TV có một bản tin mà chúng tôi thấy có những cái chết nó nó gọi là cái chết mà không hiểu được ở tại à, South Carolina nơi có thành phố, thị trấn thì đúng hơn, tên là Downey nhiều thị trấn lắm ở sao Carolina nhà cũ vô cùng cái thời mà uh, cuộc nội chiến của Hoa Kỳ rồi uh, khi bắt đầu có những cái đợt mà di dân xây dựng rồi uh, có nhiều cái khu vực nhà xây năm 1920 hoặc là cái thời mà thế kỷ thứ 20 đầu thế kỷ thứ 20 đó thì những căn nhà này nó cũ kỹ rồi và um, đó cũng là lý do 10 phụ nữ này sống trong căn nhà này không biết à, như thế nào. Mà lúc mà họ mua đó, cho đến khi mà họ rời bỏ đó, thì đã xảy ra một cái tai nạn vô cùng đáng tiếc. Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số chín của hình bản đồ Việt Nam bảy một bốn và bảy một bốn sáu Happy Chuiji chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ bảy một và bảy một bốn trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo chúng tôi đang đề cập đến một câu chuyện rất là đau thương à, những cái chết mà mình không bao giờ nghĩ tới cả và chắc có lẽ đây là cái chết đầu tiên mà từ ngày chúng tôi làm việc đến giờ đó mới thấy à, đây là căn nhà ở Salem, South Carolina À, thực ra sai lầm thì cái khu đô thị thì có nhưng mà xa xa vùng ngoại ô thì chúng ta thấy đấy nhà ở South Carolina, North Carolina đó nó cách xa nhau lắm nhiều khi cả dặm mới có một cái căn nhà à, những cái, cái khu nhà này đó, nó xây từ thập niên đầu thế kỷ thứ 20, 1920 vân vân à, trước đó nữa cũ kỹ vô cùng à, nhưng mà nó rất là rẻ đó là lý do nhiều người trẻ khi mà họ hoặc là hưởng lại từ căn nhà của bố mẹ thì bản tin nói rằng vào hôm thứ ba vừa rồi đó, đầu tuần thì đúng hơn, một người phụ nữ cao niên, bà cụ tên là Dorothy, 83 tuổi, đến căn nhà cũ kỹ này để giúp cho con của mình dọn đi. Thì đang phụ dọn dẹp, bà cụ đi vào nhà bếp, thì một lát lâu sau thì đứa con không thấy mẹ đâu hết. Ừ. Ủa, bà gọi đó thì đó thì bà đâu rồi mẹ mẹ đâu rồi không thấy đâu hết thì đứa con gái mới chạy vô trong nhà bếp thì mới thấy ngay ở giữa nhà bếp có một cái lỗ lớn và không hiểu vì lý do nào trong thời gian qua đó vợ chồng ở đây nghĩa là đi tới đi lui nhà bếp không sao hết mà đúng vào cái ngày dọn nhà bà cụ đi vào nhà bếp thì té xuống một cái giếng ở bên dưới bếp cái giếng, <laughs> cái miệng giếng nằm ở đó bao lâu nay không ai biết. Nằm hết. ở dưới bếp. Ừ. Mà không hiểu ừ. tại sao cái người chủ nhà mà xây cái nhà này lên không lấp cái miệng giếng đó, ừ. hoặc là để một cái gì ở ngay trên miệng giếng để lấp lại. Hay là có lấp nhưng mà bởi vì cả trăm cả một, trăm năm qua đúng ạ, họ nói một trăm năm rồi. Thì có thể nó vỡ như thế nào đó. Mà đúng vào cái ngày bà cụ tới giúp con gái dọn nhà thì bà té. Và họ nói cái giếng sâu 50 feet tức là gần hai 20 thước, 17, 18 thước đó Ngọc lát Cái giếng sâu như thế. Cho nên bà ký mà tại sao đúng vào cái thời điểm đó bà bước vào đó thì tất cả những cái mảnh ván nó lấp ở trên miệng giếng cả trăm năm nay rồi hoặc là mấy chục năm nay từ khi cái nhà xây nhà dựng lên họ nói cái nhà này có gốc đó, là năm 1924 28 thì đến thời điểm đó bạn bước vào sụp một cái thì rớt xuống mà rớt đến độ mà không có kịp la hét gì hết rớt xuống đó à, con gái nghĩa là khóc thét lên gọi cứu hỏa rồi cứu hỏa tới họ nói mất 4 tiếng đồng hồ 4 tiếng đồng hồ nên là đưa dây đưa người xuống mới kéo thi thể của bà cụ lên. Hmm. thì cái chết quý vị thấy tưởng tượng ở một cái khu vực như vậy yeah. Đang, mà nghe té hả? té giếng ở trong nhà chết có bao giờ mà nghe cái mình có thể tưởng tượng một cái tin tức như vậy không? nhất là lọt xuống trong nhà những cái chuyện những cái đó mình coi như thằng đó như mình coi phim bước bước đi cái lọt xuống một cái gì đó cái mất tiêu rồi. Rất mà thí dụ như xong. là vấp mình quý vị tưởng tượng thí dụ như là một cái miếng cây nó, nó 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 gãy đi thì mình ít nhất cái chân mình kẹt hoặc là cái người cái tay mình còn bám lên cái bờ nghĩa là cái sàn được phải không nó sụp xuống một cái này nó sụp xuống một cái luôn Thế là bà rớt từ cho nó rớt không hết tìm một nữa con gái phải đi tìm giờ một cái bản tin khác cho nó vui hơn nhất là đối với những người ở Nam Cali đó là Disneyland, thế giới của thần tiên, thế giới của tuổi thơ và nhiều người lớn cũng rất là mê. Đó đó lại tiếp tục có một cái giá vé đặc biệt dành cho dân nam California trong năm 2024. Chỉ có nam thôi hả chứ không có Bắc California thôi dạ. Có ở South California. Họ có cái zip code lại từ là không cho đến là 93599 thôi, trong cái zip code đó mới được. Thì bắt đầu vé này áp dụng từ ngày 5 tháng 12. Những quý vị nào mà muốn đi Disneyland mà ở cái vùng Nam Cali này thì quý vị à, có số. thể mua vé 3 ngày. 3 ngày à giá vé là 225 đô la là để đi trong tuần tức là thứ hai cho đến thứ năm và giá vé là 276 đô la để đi từ thứ năm, đi từ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật nghĩa là cho cuối tuần có hai cái mức giá và giá nào cũng là 3 ngày nhưng mà được một cái nữa đó là cái vé 3 ngày này không bắt buộc phải đi 3 ngày liên tiếp đi từ thứ hai xong rồi cho đến thứ hai thứ ba thứ tư không phải như vậy mà quý vị có có thể là đi 3 ngày nó không có liên tiếp nhau miễn sao trong còn trong cái thời hạn đó là được thì họ nói là đây là một cái giá rất là đặc biệt dành cho những người ở Nam Cali là bởi vì á Đối với lại à, những người mà không có ở à, Nam Cali, quý vị có thể mua vé bình thường phải là à, 92 đô la trong một ngày, ừ. trong khi người ở Nam Cali có thể mua vé bình thường trong ngày là 75 đô la. Nhưng mà khi mà mua vé đi Disneyland á, nó có một cái điều nó rất là quái, đó là không <laughs> phải là cái giá vé nó ví dụ như nói ờ à, giá vé đi Disneyland trong tuần lại nhiêu, ví dụ mình nói là 100 đồng, à, giá vé đi cuối tuần là 120 đồng, ví dụ như vậy, mong phải nó tùy theo cái ngày. Tùy theo cái ngày, có ngày á thì nó nó trên lệch cái mức nó trên lệch đó cả trăm đồng á. Ví dụ như có ngày á thì mình chọn ngày đó, mình đi là ngày thứ bảy có thể là 159 đô la, nhưng mà cũng thứ bảy mà của cái tuần khác nó có thể lên đến 269 đô la. Nó khác nhau như vậy, thành ra là khi mà mua vé đi Disneyland, Ví dụ quý vị đặt vé ngay ở ngay của Disneyland thì nó khác hay là chúng ta mua qua những cái dịch vụ đó đôi khi á người ta nói cái giá vé quý vị nói ơ tại sao đây bán mắc, ở đây bán rẻ hơn yeah. là phải nhớ cái ngày mà mình chọn nó tùy thuộc vô như vậy nó khó chịu vậy đó hệ thống điện toán rất là hay ừ. à tương tự như máy bay đó khi mà máy bay nó bán được nửa số vé rồi bắt đầu những cái vé còn lại nó đắt hơn à mà càng máy bay càng chật cái giá vé quý vị đi hoặc là bởi vì trong cái ngày đó chuyến bay không còn nữa thì giá vé trên trời luôn rồi cộng thêm là phải mua trước bao nhiêu tuần lễ đó vì máy điện toán của Disneyland tương tự như tất cả những cái nơi sắp chỗ hết khi bắt đầu bán được bao nhiêu số vé đó rồi đó thì những cái vé còn lại trở đi đó là càng ngày càng đắt hơn và cái rơi vào cái thời điểm lễ nữa. À, thưa quý vị đây là bản tin mà chúng tôi nghe từ hôm um, chủ nhật đó thì nó cũng thấy là rất là uh, bực mình bởi vì ngay tại phía trước Costco ở City of Industry. Đó, oh. đó, cái chuyện này từ hôm uh, chủ nhật rồi và đến ngày hôm nay đó thì uh, KTLA mới đưa thêm chi tiết để cho thấy hình ảnh của người phụ nữ họ Trông giống như một người phụ nữ châu Á vậy đó. À, rất tiếc là họ nói không có tiết lộ tên được. À, bà à, Người phụ nữ này 37 tuổi kể lại đó là cái kẻ gian nó đã nhắm tới có thể là tình cờ hoặc là bất cứ ai mà bước ra mà cầm cái túi sách đó. Cho nên đây cũng là một cái vấn đề à, cho những người phụ nữ hoặc là những người Việt Nam mà không có để ý đã từng xảy ra cái vụ cướp giật trước ngân hàng bây giờ nó xảy ra ở Costco city of industry nó ra thì bọn này nó chờ trực sẵn rồi nó lái xe nó chạy tới trước có thể mà đứng bà chờ ai đó nó giật bà không cho thế là kèn cựa ừ. nhau kéo nhau cuối cùng chiếc xe nó lôi bà đi và cái chuyện này trong quá khứ cũng đã thấy là cái người mà chỉ có kẹt cái, cái vòng cái tay đó quý vị cái lắc thôi mà nó kéo lê đi chết luôn may mắn là người phụ nữ này nghĩa là người chảy chuột sơ sát kéo đi cả chục thước thì à, tội nghiệp bạn bè nó giúp để làm gì tiền thì mất rồi nhưng mà credit card rồi mọi thứ phải giúp để mà hôm nay họ nói nó phải gọi đến cho cái thẻ tín dụng rồi à, bà kể lại à, về cái cái thảm cảnh nó như thế nào một lần nữa những cái tin tức này cảnh sát kêu gọi để khuyến cáo người dân vô cùng cẩn trọng khi à, cầm bóp mà xuất hiện ở một cái chỗ mặc dù là đông người nhưng mà luôn luôn có những cái chiếc xe nó có chầu trực để nó giật đổ. Chúng tôi mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự Thế giới, rất nhiều các bản tin liên quan tới Trung Quốc. Tình trạng dường như Covid-19 tương tự như vậy đang diễn ra, lại xảy ra cái lệnh phong tỏa ngay sau phần quảng cáo quý vị nhé. Và tạm chia tay với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh Thụy và quý vị trong chương trình sáng ngày mai.